Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Cơ hội và thách thức cho phát triển kinh tế Việt Nam 2018. Chi tiết sẽ có trong phần tiêu điểm của bản tin. Tìm lối ra ổn định xứng đáng với giá trị của sản phẩm cà phê An Toàn. Câu chuyện tại tỉnh Gia Lai. Ngành du lịch Việt Nam đầu năm 2018 có những bước đi khởi sắc khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 tăng mạnh. Thưa quý vị, sáng nay lễ kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968-2018 đã được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng với nhiều cán bộ lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, gia đình các anh hùng liệt sĩ có công với Tổ quốc đã tham dự sự kiện. Sân khấu thì được tái hiện lại những ngày tháng lịch sử hào hùng của cuộc nổi dậy mùa xuân Mậu Thân năm 1968. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã đọc diễn văn kỷ niệm. Vào chính thời điểm lịch sử 50 năm về trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy diễn ra vô cùng ác liệt tại Dinh Độc Lập, nay là Hội trường Thống Nhất, một trong những trọng điểm tiến công của quân dân ta trong Tết Mậu Thân năm 1968. Cũng là mục tiêu quyết chiến cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược. Nửa thế kỷ đã đi qua kể từ mùa xuân Mậu Thân hùng tráng ấy đã khẳng định tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử sâu sắc để các thế hệ người Việt Nam tự hào và tự tin tiếp nối những giá trị lớn lao của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân năm 1968 là đỉnh cao chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta ở thế kỷ thứ 20. Diễn đàn Fullerton, sự kiện chuẩn bị cho đối thoại Shangri-La thường niên, đã kết thúc vào ngày 30 tháng 1 tại Singapore sau 3 ngày họp. Năm nay, thì diễn đàn đã tập trung thảo luận về những thách thức mới đối với hòa bình và ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự kiện này có sự tham gia của các quan chức quân sự cũng như là các học giả đến từ hơn 70 nước. Phát biểu tại diễn đàn, hai diễn giả chính là Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Yong-mu và Bộ trưởng Quốc phòng thứ hai Singapore ông Ye Kung đều nhấn mạnh những thách thức về mặt an ninh đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đó là những diễn biến phức tạp trên bán đảo Triều Tiên, sự gia tăng các nguy cơ khủng bố, sự bùng nổ của thông tin giả mạo trên mạng Internet, sự suy yếu của tiến trình toàn cầu hóa và gia tăng chủ nghĩa bảo hộ. Bộ trưởng ông Ye Kung cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của ASEAN trong thúc đẩy và góp phần giữ vững hòa bình, ổn định thông qua các sáng kiến thúc đẩy hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại. Sự đóng góp của ASEAN thể hiện ở chỗ ASEAN không cố gắng để trở thành một đối thủ, mà có những nỗ lực nhằm duy trì vai trò trung lập cũng như trung tâm của mình để giữ ổn định cho cấu trúc an ninh mở và xây dựng cho khu vực là nền tảng để các nước lớn có thể tương tác và gắn kết với nhau hơn. Các đại biểu tham dự diễn đàn năm nay cũng đã trao đổi thẳng thắn về việc các nước cần phải làm gì để vẫn đảm bảo lợi ích quốc gia mà vẫn tránh được xung đột. Những bài học rút ra từ chiến lược chống khủng bố tại Marawi, Philippines hay làm thế nào để quản lý hiệu quả các thách thức an ninh hàng hải và các biện pháp để các nước tìm ra tiếng nói chung trước các thách thức an ninh hiện nay. Đối thoại Fullerton là một sự kiện quan trọng để Singapore chuẩn bị các nội dung cho đối thoại Shangri-La sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2018 tới đây. Từ sự chuẩn bị này cho thấy các vấn đề nóng như vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, vấn đề chống khủng bố và vấn đề Biển Đông tiếp tục là những chủ đề nóng tại hội nghị năm nay. Trần Khiên, phóng viên truyền hình Việt Nam tại Singapore. Sau đây là thời lượng của phần tiêu điểm của bản tin. Các chỉ số kinh tế như là giá tiêu dùng, xuất nhập khẩu trong tháng giáp Tết cho thấy những vấn đề cần phải lưu tâm của kinh tế trong năm 2018. Theo Tổng cục Thống kê, thì chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng 0,51% so với tháng trước và tăng tới 2,65% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thì nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất do trong tháng này có tới 9 địa phương lớn điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế. Nhóm giao thông cũng tăng khá cao do ảnh hưởng hai đợt tăng giá xăng dầu và giá vé tàu hỏa tăng dịp Tết.
Nếu như nhìn vào những chỉ số kinh tế của tháng 1 thì có thể thấy những thử thách với kinh tế Việt Nam trong năm 2018 sẽ không hề nhỏ, đặc biệt là chỉ số giá tiêu dùng đã nhích lên. Điều này đặt ra vấn đề kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới 2018, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành nghị quyết 01, thể hiện rõ tinh thần quyết liệt, hành động ngay từ những ngày đầu năm, để có thể hoàn thành được kế hoạch, mục tiêu đã đề ra. Điều này thì được kỳ vọng là sẽ chuyển thành động lực cho cả bộ máy, cả nền kinh tế trong năm mới 2018. 4%, đây là mục tiêu kiểm soát tốc độ tăng giá tiêu dùng, được khẳng định trong nghị quyết 01. 2018 mới được chính phủ ban hành. So với năm 2017, mục tiêu này không cao hơn, nhưng những diễn biến kinh tế trong nước và thế giới ngay từ đầu năm đã cho thấy đây là mục tiêu không hề dễ dàng. Lạm phát bắt đầu đã nhích lên, nhưng bên cạnh đấy thì còn rất nhiều những cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải tiếp tục điều chỉnh giá. 3 năm liền thì cái mức cung tiền tệ của Việt Nam ấy, là ở mức là chưa phải quá cao, nhưng cũng đã bắt đầu là nới đuôi chút. Nếu mà chúng ta không khéo trong cái chính sách vĩ mô, nhất là trong cái bối cảnh ngân sách thâm hụt còn khá là lớn, thì cái áp lực về lạm phát còn có thể lớn nữa. Lạm phát được kiểm soát là nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, đó mới là điều kiện cần. Muốn kinh tế tăng trưởng, phải phụ thuộc vào nỗ lực cải cách. Đây cũng là cách để vừa ổn định vừa phát triển. Cải thiện cái môi trường đầu tư, giảm cái điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính mà nó không còn hợp lý, để mà giúp các cái doanh nghiệp họ giảm được cái chi phí của họ, để góp phần có thể tạo dư địa cho cái việc giảm giá cho cái năm tới. Cải cách và cải cách hơn nữa. Năm nay, Nghị quyết 01 đã đưa ra mục tiêu tiếp tục cắt giảm đến một nửa các thủ tục, danh mục kiểm tra chuyên ngành, các điều kiện kinh doanh để phấn đấu nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, tất cả bộ máy đều phải đặt mình vào guồng vận động ngay từ đầu năm. Không phải chỉ có chính phủ mà tất cả các ban ngành và địa phương phải hành động vì một sự phát triển của đất nước, vì cái sự còn tụt hậu so với những nước trên thế giới. Chúng ta phải nhanh chóng hành động, nhưng mà phải là sáng tạo, phải đưa yếu tố tri thức vào trong đó, tức là có ứng dụng cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng cái công nghệ cao. Thủ tướng Chính phủ đã nhắc nhở các bộ ngành địa phương không để tình trạng đầu năm thong thả, cuối năm vất vả, vì điều này sẽ làm giảm hiệu quả tăng trưởng, lãng phí cơ hội của nền kinh tế. Do vậy, muốn có được thành quả phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững cho năm nay, thì phải thấm nhuần tinh thần này tới từng cá nhân, tập thể, ngay từ những bước đầu triển khai công việc. Sau hơn 7 tháng nằm bờ do hư hỏng, đến nay thì 20 tàu vỏ thép của ngư dân tỉnh Bình Định đóng theo Nghị định 67 cũng đã được sửa chữa xong. Đây là tin vui đối với ngư dân bởi hiện nay thì đang vào mùa đánh bắt cá ngừ đại dương. So với dự kiến thì thời gian hoàn thành sửa chữa này đã phải kéo dài thêm 3 tháng do thời tiết không được thuận lợi. Trong số 20 tàu vỏ thép do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Triệu và công ty Đại Nguyên Dương đóng, có 4 chiếc do vấn đề kỹ thuật phải đưa vào Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để sửa chữa thay vì sửa tại Bình Định. Công tác sửa chữa có sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Thời điểm này thì một vài trong số tàu này đã bắt đầu được ngư dân đưa ra khơi đánh bắt trở lại. Trước đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày càng có nhiều nông dân ở tỉnh Gia Lai đã quyết định phát triển nông nghiệp theo hướng an toàn Việt Gáp, cụ thể là hồ tiêu, cà phê hay là rau hoa. Tuy nhiên, tìm được lối ra ổn định, xứng đáng với giá trị của sản phẩm an toàn vẫn là điều trăn trở đối với các cơ quan chuyên môn, nhất là với từng hộ nông dân quyết tâm theo đuổi mô hình này. Đầu tư trồng 1,5 hectare cà phê theo hướng Việt Gáp, ông Thủy hy vọng sản phẩm sẽ được thị trường đón nhận tích cực, bởi lẽ tất cả các quy trình trồng, chăm sóc đến bảo quản đều thực hiện theo đúng quy chuẩn dưới sự giám sát chặt chẽ của cán bộ chuyên môn. Vụ thu hoạch năm nay, ông quyết định phơi khô và cất vào kho 7,4 tấn cà phê nhân. Lý do đơn giản là giá cà phê Việt Gáp bán ra chỉ hơn 500 đồng 1 kg so với cà phê thông thường, quá thấp so với công sức, chi phí đầu tư. Giá trị sản phẩm hiện nay gọi là không hơn và cũng không có gì là hấp dẫn lắm. Cụ thể thì bây giờ là riêng gọi là thực hiện mô hình, nhưng doanh nghiệp đến thu mua vẫn chưa có, và
giá cả vẫn không được gọi là tăng, không có chênh lệch. Huyện Đức Cơ là địa phương đầu tiên ở tỉnh Gia Lai xây dựng được mô hình trồng, chăm sóc cà phê theo chuẩn Việt Gáp. Diện tích 100 hectare theo quy mô tổ hợp tác với 60 hộ nông dân tham gia. Tuy nhiên hiện nay, sau khi sản phẩm đã có mặt, thì giá cả và nhất là tiêu chuẩn cà phê sạch vẫn còn không ít vướng mắc. Thậm chí nhiều doanh nghiệp đã tự đặt ra chuẩn sản phẩm cho riêng mình. Tiêu chuẩn Việt Gáp do Bộ Nông nghiệp ban hành, mà chúng tôi thuê đơn vị tư vấn cũng như các chuyên gia về để tư vấn, đồng thời là thẩm định để chứng nhận cái cà phê đạt chuẩn. Thì tuy nhiên cái đầu ra hiện nay thì đối với các doanh nghiệp họ cũng chưa mặn mà lắm, bởi vì là hiện nay họ vẫn đi nặng về cái tiêu chuẩn của cơ sở của họ. Theo thống kê, sản lượng cà phê đạt chuẩn Việt Gáp trên địa bàn huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai đang ở con số 350 tấn, nhưng hầu hết nông dân đều không bán ra thị trường vì giá còn quá thấp và bị ràng buộc bởi một số quy định về chất lượng sản phẩm. Chính điều này gây không ít trăn trở cho người nông dân và cả chính quyền, cơ quan chức năng của địa phương về lối ra cho sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Tiếp theo là điểm các báo trong nước và quốc tế sáng nay. Năm 2017, xuất khẩu sợi của Việt Nam đạt mức kỷ lục là 1,35 triệu tấn. Đó là nội dung được đăng tải trên báo Mạng Dệt May của Trung Quốc sáng nay. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, thì vào tháng 12 năm 2017, Việt Nam đã xuất khẩu 122.000 tấn sợi, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu của cả năm 2017 đã đạt được tốc độ tăng trưởng tích cực, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Các doanh nghiệp Việt Nam trong năm qua cũng đã nỗ lực tìm kiếm các thị trường mới, bên cạnh việc sản xuất những mặt hàng mới để khai thác các thị trường truyền thống như là ASEAN, Đông Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trong khi đó, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam trong tháng 1 năm 2018 đã thu về hơn 3 tỷ đô la Mỹ, theo báo Công Thương. Bài báo thì dẫn nguồn từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, ngay trong tháng đầu tiên của năm 2018, xuất khẩu nông lâm thủy sản đã ghi nhận tín hiệu tích cực khi tổng giá trị ước đạt 3,09 tỷ đô la Mỹ, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 1,68 tỷ đô la Mỹ, thủy sản ước đạt 560 triệu đô la Mỹ và các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 745 triệu đô la Mỹ. Trong số các mặt hàng nông sản xuất khẩu thì gạo, cao su, cà phê, hạt điều là những mặt hàng tăng mạnh cả về lượng và giá trị xuất khẩu. Doanh nghiệp Nhật Bản làm ăn tại Việt Nam đang có lãi chiếm tỷ lệ lớn là thông tin mới nhất do trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản ZCHO tại Hà Nội, ông Hironobu Kitagawa chia sẻ khi nói về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam. Theo đó, thì tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có lãi chiếm 65,1%, tăng 2,3 điểm so với năm trước. Lợi nhuận của gia công xuất khẩu tương đối tốt. Khoảng 70% doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam có phương châm là mở rộng hoạt động. Đây là tỷ lệ cao so với các quốc gia khác. Liên quan tới du lịch thì báo VN Economy đã đăng tải bài viết 1,4 triệu du khách quốc tế tới Việt Nam trong tháng 1. Theo số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố, thì khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2018 ước tính đạt 1,4 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ. So với tháng trước thì khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do bà con Việt Kiều về quê ăn Tết. Đồng thời ở các nước châu Âu, châu Mỹ đang là kỳ nghỉ đông nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn. Trong phần tiếp theo của bản tin, các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang phải trải qua những ngày rét nhất của mùa đông năm nay. Khám phá ngôi nhà nghệ thuật của các em học sinh khiếm thị tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu, nơi các em được vẽ tranh, cắt dán và làm gốm. Bản tin xin được tiếp tục với thông tin thời tiết đáng chú ý. Miền Bắc và khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục chìm trong giá rét, vùng núi cảnh báo xuất hiện băng giá. Đêm ngày 30 tháng 1, không khí lạnh đã tăng cường thêm và duy trì nền nhiệt thấp ở các tỉnh miền Bắc. Lúc 1 giờ sáng ngày 31 tháng 1, tại Mộc Sơn, Lạng Sơn là 0 độ, Mộc Châu, Sapa, Bắc Hà, Tam Đảo chỉ từ 1,2 đến 4,6 độ. Dự báo rét đậm, rét hại tiếp tục bao trùm khắp các tỉnh thành Bắc Bộ xuống đến khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình. Nhiệt độ cao nhất dự báo là từ 11 đến 15 độ, về đêm là 8 đến 10 độ, vùng núi là từ 4 đến 7 độ,
Vùng núi cao có nơi dưới 3 độ, băng giá có khả năng tái diễn. Cảnh báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đến hết ngày 5 tháng 2. Như vậy là các địa phương ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đang tiếp tục phải trải qua những ngày có thể coi là rét nhất của mùa đông năm nay. Sau đây là tình hình rét đậm, rét hại tại một số địa phương. Tại đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn, đêm qua nhiệt độ xuống dưới âm 4 độ C. Người dân ở khu vực này từ 7 giờ tối gần như không ra đường vì sương mù và giá lạnh. Với thời tiết xuất hiện băng tuyết 2 ngày gần đây, rất nhiều người dân đã lên Mẫu Sơn để ngắm cảnh, gây ra tình trạng ùn tắc liên tục xảy ra ở khu vực gần đỉnh núi. Để hạn chế thiệt hại do rét đậm rét hại, chính quyền khuyến cáo người dân đưa gia súc thả rông về chuồng trại để chăm sóc, chủ động giữ trữ thức ăn, sửa chữa, che chắn chuồng trại. Tại Sapa, Lào Cai mấy ngày qua, nhiệt độ luôn ở mức rất thấp, có thời điểm chỉ 1 đến 3 độ C. Thời tiết rét hại kèm theo mưa phùn và gió mạnh. Tuy nhiên, chỉ có những trường học không có nơi ở bán trú là cho học sinh nghỉ học, còn lại vẫn dạy và học bình thường, vì các em ở bán trú sẽ đủ ấm và đảm bảo sức khỏe hơn ở nhà. Ngoài việc cấp phát thêm quần áo và chăn ấm, khẩu phần ăn của các em học sinh cũng được tăng thêm, đảm bảo đủ dinh dưỡng cho các em trong những ngày giá rét. Thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, nhiệt độ ban ngày khoảng 5 độ C và ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới âm 3 độ C. Băng giá đã xuất hiện tại nhiều khu vực. Tỉnh Hà Giang đã có công văn khẩn gửi các địa phương phòng chống rét, bảo vệ cho đàn gia súc. Nếu có hiện tượng trâu bò chết rét vì chủ quan trong giữ ấm chuồng trại, hộ gia đình đó sẽ không được nhận hỗ trợ thiệt hại của nhà nước. Tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nhiệt độ những ngày này chỉ 4 đến 5 độ C. Cả tỉnh hiện có gần 415.000 con trâu bò. Chi cục thú y tỉnh đã và đang đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn kỹ thuật phòng chống đói rét cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các hộ chăn nuôi cũng được yêu cầu ký cam kết chống đói rét cho gia súc, gia cầm. Chăm lo cho người lao động một cái Tết đầy đủ là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn các cấp mỗi khi Tết đến. Năm nay thì cũng không phải là ngoại lệ. Ngay từ rất sớm thì Liên đoàn Lao động Hà Nội đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ hàng nghìn lao động khó khăn, đảm bảo là không để một người lao động nào thiếu thốn vật chất vào dịp xuân này. Liên đoàn Lao động Hà Nội thì đã phân công triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động ngay tại các công trường, các công trình trọng điểm. Hoạt động hỗ trợ tập trung vào các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nhất với danh sách đã được cơ sở thống kê từ đầu tháng 1 vừa qua. Năm nay thì công đoàn thủ đô sẽ hỗ trợ trên 32.000 vé xe cùng trên 56.500 suất quà trị giá trên 31 tỷ đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, có thể nhìn thấy những bức tranh phía sau tôi đây là những bức tranh do chính các em học sinh khiếm thị của trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu Hà Nội vẽ. Có lẽ thì hiện tại phần đông quý vị khán giả đang thắc mắc rằng với những em học sinh khiếm thị, đặc biệt là các em khiếm thị hoàn toàn, thì làm cách nào để các em có thể vẽ tranh được đúng không ạ? Câu trả lời sẽ có ngay trong phóng sự ngay sau đây. Chiếc bảng lưới này chính là câu trả lời cho thắc mắc làm cách nào các em học sinh khiếm thị có thể vẽ được. Chiếc bảng được thiết kế với rãnh lưới sẽ tạo nên những vết hằn trên giấy khi học sinh khiếm thị vẽ lên. Vừa vẽ, các em vừa sử dụng ngón tay lần theo những vết hằn trên giấy từ bảng lưới để xác định các vị trí trên bức vẽ của mình. Em vẽ cũng không đẹp với như em chỉ thích học vẽ. Vẽ được thế nào thì em vẽ thế đấy ạ. Em cảm thấy rất vui khi mình được cầm bút và vẽ những hình như này ạ. Thường là em sẽ vẽ theo cảm xúc và cái tưởng tượng trong đầu của mình. Đối với người khiếm thị của chúng em thì bình thường là những cái gì gần gũi nhất với mình thì mình sẽ vẽ về những cái thứ đó, tại vì là mình đã quen với nó rồi, mình đã gắn bó với nó rồi, mình đã thân thuộc với nó rồi, biết là nó có cái này như thế nào rồi thì mình hình dung ở trong đầu mình vẽ ra nó sẽ dễ hơn. Xuất phát từ ý tưởng nghệ thuật vượt qua thị giác của nghệ sĩ gốm Elizabeth Person cùng với sự kêu gọi từ Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Hà Nội, ngôi nhà nghệ thuật tại trường phổ thông cơ sở Nguyễn Đình Chiểu đã được ra đời. Bên cạnh hoạt động vẽ tranh, các em còn được tham gia các hoạt động cắt dán và làm gốm. Đây là hoạt động ngoại khóa dành cho các em học sinh khiếm thị sau mỗi giờ học căng thẳng trên lớp. Phương pháp của mình là để cho các em hoàn toàn tự do sáng tạo và cô giáo chỉ là người hướng dẫn, hỗ trợ những cái mà các em ấy không thể tự làm được như là lấy màu hay là rửa bút. Tuy là khiếm khuyết về khả năng nhìn nhưng mà cái khả năng tư duy hình tượng, cái trí tưởng tượng và cái thế giới nội tâm của các em ấy phong phú. Những cái bức tranh các em vẽ nó không giới hạn bởi những cái khái niệm thông thường như là những cái quy luật thị giác mà mình hay bị trói buộc vào khi có hội họa.
thì các em ấy tưởng tượng ra phong phú hơn, các em ấy chú ý nhiều hơn đến cuộc sống xung quanh mình. Thế giới xung quanh học sinh khiếm thị đâu phải là một màu đen của bóng tối như nhiều người nghĩ. Nhìn những bức tranh trong ngôi nhà nghệ thuật này sẽ thấy một thế giới đầy màu sắc, một đời sống nội tâm phong phú. Thị trường du lịch Việt Nam đang thay đổi do sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng nhanh của du lịch trực tuyến. Vì vậy mà hướng tới một mô hình du lịch thông minh là xu hướng tất yếu để du lịch có thể tăng trưởng nhanh và thực chất trong thời gian tới. Du lịch thông minh là mô hình du lịch được xây dựng dựa trên nền tảng của công nghệ thông tin và truyền thống, trong đó hạ tầng tích hợp dữ liệu được phát triển đồng bộ, đảm bảo sự tương tác kịp thời giữa ba bên là nhà quản lý, các đơn vị kinh doanh du lịch và du khách. Mở rộng hơn nữa là sự liên kết với các ngành khác. Các điểm đến trong mô hình du lịch thông minh cũng là những điểm đến thông minh với hạ tầng công nghệ tiên tiến, đảm bảo sự phát triển bền vững, tiếp cận thuận lợi với mọi người, làm tăng chất lượng của trải nghiệm và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Ví dụ như London, Barcelona là điểm đến thông minh với những trạm chờ xe buýt tương tác, không chỉ cung cấp thông tin du lịch, lịch trình xe mà còn có các cổng sạc thiết bị di động. Xe đạp được cung cấp trên khắp thành phố và du khách có thể kiểm tra vị trí của họ thông qua một ứng dụng điện thoại. Du khách khi tham gia vào mô hình du lịch thông minh cũng là những du khách thông minh, những người không chỉ tiêu thụ mà còn chia sẻ và tạo ra trải nghiệm. Với tính năng này, người tiêu dùng cũng có vai trò quản lý và giám sát để đảm bảo về sự hoàn hảo cho những hành trình tiếp theo của mình và của du khách khác. Với những thay đổi tích cực trong hoạt động thu hút du khách, thì ngành du lịch đang có bước đi khởi sắc trong năm 2018. Theo thống kê mới đây của Tổng cục Du lịch, thì lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 1 năm 2018 đã tăng mạnh 42% so với cùng kỳ, ghi nhận của các phóng viên thời sự ngay trong những ngày cuối tháng này. Tháng 1, khách quốc tế đến Việt Nam tăng vọt, trong đó đáng chú ý là lượng khách đến từ Hàn Quốc tăng 84% so với cùng kỳ, tiếp theo là Trung Quốc, khách từ châu Âu cũng tăng gần 23%. Có nhiều lý do để du khách chọn Việt Nam làm điểm đến. Con người Việt Nam rất thân thiện, có rất là nhiều thắng cảnh tại Hà Nội và thời tiết cũng rất tốt. Tôi chọn Việt Nam vì đây là điểm đến an toàn, ngoài ra thì kiến trúc và thức ăn ở đây cũng rất là tuyệt nữa. Theo các chuyên gia, có nhiều lý do chính để lượng khách đến Việt Nam đang có tăng trưởng ấn tượng như vậy. Song cơ bản nhất vẫn là việc ngành du lịch đang có những chiến lược dài hơi để phát triển ngành, không chỉ giữ và còn tính vượt mục tiêu kỷ lục 13 triệu khách quốc tế của năm 2017 vừa qua. Việc đầu tiên ấy là cái tính mùa vụ, bởi vì những tháng này là tháng cao điểm khách, để khách nước ngoài vào Việt Nam về cứ hàng năm thì những tháng này là tháng cao điểm nhất. Vấn đề mấu chốt của chúng ta là ngoài tính mùa vụ ra thì Việt Nam của chúng ta những thời gian gần đây, trong năm 2017, chúng ta đã đưa ra chiến lược hành động rất cụ thể, mà cái này là chủ trương của chính phủ, là đầu tư là cho ngành, đầu tư cho ngành kinh tế, tức là về ngành kinh tế mũi nhọn, lấy du lịch, dịch vụ và lấy nông nghiệp làm hai cái ngành chính để đẩy nền kinh tế của chúng ta lên. Chúng tôi tin rằng đó là với cái sự lan tỏa trong suốt mấy năm gần đây về cái sản phẩm du lịch cũng như là tuyến điểm cũng như tất cả các loại hình du lịch của Việt Nam cũng hấp dẫn được du khách. Theo Tổng cục Du lịch, dự kiến trong năm 2018 Việt Nam sẽ đón khoảng 16 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, dự thu là 620.000 tỷ đồng. Có thể nói là ngay từ đầu năm mà những con số thống kê đã cho thấy rất là tích cực, thì kế hoạch đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam đang có những bước đi hết sức là khởi sắc. Trong phần cuối của bản tin như thường lệ là thông tin dự báo thời tiết. Vừa rồi cũng đã khép lại bản tin hôm nay. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam bằng cách truy cập vào website vtv4.vn hoặc YouTube. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.